Trước tình trạng người dân tìm mua các thiết bị thở máy, thiết bị tạo oxy, tích trữ các bình khí oxy để dùng tại nhà, Cục Quản lý khám chữa bệnh Bộ Y tế khuyến cáo người dân không nên mua tích trữ máy thở, bình khí oxy vì lãng phí do không thể tự sử dụng được mà còn tiềm ẩn mối nguy cháy nổ rất lớn, có thể gây nên sự khan hiếm nguồn cung trên thị trường. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Trọng Khoa, Phó cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh Bộ Y tế khẳng định, Bộ Y tế và thành phố Hồ Chí Minh cam kết không thiếu máy thở, khí oxy cho người bệnh. Bộ y tế đã tiến hành khảo sát và đánh giá năng lực sản xuất oxy tại nước ta. Kết quả cho thấy khả năng cung ứng oxy từ các đơn vị sản xuất trong nước cao gấp 30 lần so với nhu cầu hiện nay tại các bệnh viện. Do đó nguồn cung cấp khí oxy cho cả nước hay tại thành phố Hồ Chí Minh đều không thiếu.